Ok được rồi. Hello, chào mừng các cán bộ đã quay trở lại với kênh Tùy Nướng Game. Và trong video ngày hôm nay anh em coi tiêu đề đi. Hôm nay tôi quay vừa với con đường Ma Đạo. Thì nói chung là vừa nãy á, tối hôm qua, hôm nay tôi đăng cái video này buổi sáng, thì tối hôm qua có mấy fan bảo là thôi anh ơi, tầm này thì game nó cũng chẳng có gì mới, thì thôi anh qua làm mod đi, em gửi cho anh cái sale này, anh có thể là review hay là làm vừa mod. Ồ, nhiệt tình quá, mình chuyển luôn. Thế nên là hôm nay tôi đang ở trong một cái thế giới mà không phải của tôi nhá. Cái sale mà khi mà tôi đang chơi cho mấy ông coi á. Bay rồi. Nói chung là căn nhà cấp 4 và con khủng long mặt mặt mộc á. Bay rồi. Khủng long mặt mộc. Uầy. Thôi thì cũng coi như là giải thoát. Được rồi. Cái series đấy nó vừa đủ 30 tập. Ui vãi trưởng thật. Mà mới hôm nay công nhận là game này nó cũng ảm đạm. Thì đây, đây anh em thấy cái vị trí không? Tôi đang ở khu đảo ăn cỏ. Sau này tôi vừa vào và chưa làm cái gì hết anh em mà. Tôi sẽ khám phá nó cho anh em coi. Và có vẻ như là trời đang tối rồi. Ôi trời ơi. Đầu tiên anh em thấy có thú 7 màu này. Nhưng mà nó không đổi màu hay sao á. Thực kệ đi hả. Ở trên iPhone á, cái hệ iOS thì tôi thấy là thú nó không kiểu, kiểu như là nó không đổi màu liên tục á. Uầy. Thì đây là cái sale mod mà fan gửi cho tôi làm video á. Tại vì là view rồi. Nói chung game này bây giờ ít người chơi kinh khủng. Thì tôi phá game luôn đi. Tầm này thì thịt này. Wow. What the fuck. Cái bản mod này thì đây anh em thấy có 10k mod máu và 10k mod stamina, oxygen rồi food. Wow. Có vẻ như là cái bản mod này nó sẽ mod cái chỉ số nhân vật ha. Có cái thanh turbo nó không mod được, cũng như là nó không mod, hoặc là mấy cái còn lại đều mod hết này anh em ơi. Uầy. Speed và turbo là không không ở nhà, không mod nha. Ok. Căng phớt đây anh em ạ. Để tôi xem đây là nhân vật nam hay nhân vật nữ. Thì ui ôi, cái gì mà trông dị hợm thế. Này anh em coi này. Tên này thì đeo vòng này anh em. Cái vòng này thì đeo chẳng tăng cái gì đâu. Nó chỉ tăng thêm 30, à 50 armor, 50 giáp, armor chứ. Thì ơi nhở, hình như là trong shop có cái vé đổi ngoại hình hay sao á, cái vé đổi ngoại hình này. Đây anh em thấy không? Mua với giá 200 amber thì tôi đang có mẹ. Ui giời ơi. 99999 này là 99 tỷ à? 1 2 3 4 5 6. Ôi ơi. 999 tỷ amber nhá. 999 tỷ amber thì tôi mua đi. Cái này anh em thì lần đầu tiên tự nhiên nhiều amber này tôi lại có thể là mua để mà review cho mấy ông coi. Để đấy anh em coi đấy. Thì tôi sẽ đổi ha. Cái vé này thì nó có ghi ở đây là nó cần cái điều kiện đó là hình như là phải đầy cái thanh máu á. Cái máu nó phải đầy á. Tức là máu nhân vật của anh em phải đầy thì nó mới cho dùng hay sao. Không chả dành. Lần đầu tiên dùng thì tôi dùng nha. À nó sẽ cho anh em cài lại cái ngoại hình á. Thì để tôi tìm xem đây. Cái cơ thể vừa nãy thằng nào làm nó kiểu nó dị hợm á. Tôi sẽ quay vào con người bình thường thôi. Thì tôi sẽ xem có cái kiểu tóc nào đây. Ui giời ơi. Già quá anh em ạ, quá già rồi. Ơ, sao nó không đổi gì ta? Ờ, nó không có cái thay đổi gì hết. À, đây mới là đổi này anh em ạ. Đây anh em thấy không? Đây là cái bộ râu à. Ui, râu quay nó này gì đây? Không rành lắm. Ui. À cái này là chỉnh râu nha anh em. Còn cái phía trên á,
thì nó là chỉnh tóc, nhưng mà tại sao nó không có hiện tóc ra? Hình như lỗi rồi anh em ơi, hình như là tôi đọc lại cái ghi chú ha, hình như nó cần thêm đó là cái ủa ơi. Nó cần thêm đó là cái VIP á, cái VIP mà anh em mua ở trong này này. Nó cần có cái này để mà nó đổi tóc anh em ạ. Ủa ơi, sao mà con game này nó mẹ khôn đó nhở. Đây này. À được rồi anh em ơi, không không cần VIP à. Kiểu như lần nãy nó bị lỗi á, thì bây giờ là tôi có thể là đổi này anh em coi đi. Đây là cái tóc hả. Còn cái vừa nãy tôi bấm là hình như là râu. Thì đây anh em coi tóc này. Nói chung là nhìn nó cũng kiểu mới lạ thôi, chứ thật ra nói vừa đẹp hay không thì tôi nói thẳng là không đẹp. Nó mới lạ thôi, nó mới á, vậy nên là nó cũng kiểu thu hút thôi, chứ còn đẹp hay không thì xấu. Quả tóc mặc định này. Tóc nhìn như lông bờ này. Nhìn như nhân nhìn giống cái lông gì anh em biết không? Úi xồi. Có quả tóc này là ok này, nhưng mà thôi đi. Không đẹp trai bằng cái tóc mọi khi ha. Tìm mãi không thấy cái đầu cát moi nào anh em ạ. Đầu đầu cát moi. Thôi được rồi. Đấy anh em coi toàn cảnh. What the fuck. Con này là con này tôi vừa nãy vào game nhìn thấy rồi anh em ạ. Con Alpha T-Rex 675 và con Dodo to đùng luôn. To đùng cách mạng thì tôi từ anh em tôi đổi cái giới tính trước rồi. Tôi thẩm mỹ cái đá rồi. Xong rồi đồ tách này thì 180 armor. Theo như cái suy đoán của tôi thì bản mod này là mod 999 tỷ amber và cái book cái chỉ số nhân vật ha. Còn ngoài ra thì mấy cái đồ này chắc là nó không book đâu anh em ạ. Người làm ra bản mod này có ok. Có cái tên phía trên này. Gian kê gang minh gì đó, tôi biết tiếng Anh anh em ạ. Chịu. Kiểu đọc thì sợ đọc sai mà không biết đọc thôi mà người ta đỡ tên không đọc hơi kỳ. Đây. Ok, có bản vẽ đỏ hai anh em, gian kê gang minh level gọi là gì đây? 1 2 3 4 5 6 100 tỷ level anh em ạ. Cái người mà làm ra cái bản mod này thì người ta chỉ mod cái chỉ số nhân vật kèm theo đó là Amber thôi. Ngoài ra thì mấy cái đồ người ta không mod cho. Tôi thấy cũng được, không vấn đề gì cả. Thế thì còn hơn là búp bất tử rồi. Nói chung là đổi cái. Từ nãy giờ cứ liên thoa lên thuyên. Thì tôi sẽ sang nhân vật nữ đi. Đây. Vãi cả đầu tóc. Quả tóc này trông cũng ổn áp nhở. Nhưng mà thôi tôi thích tóc ngắn anh em ơi. Tôi thích gái tóc ngắn. Chứ còn mấy cái tóc này thì thôi. Chịu nha. Đây tóc này này. Thì tôi sẽ chỉnh vào cái nhân vật mặc định. Từ à. Cái này hình như nó không chuẩn so với cái mà anh em tạo á. Cái này nó nhiều lỗi vớt. Nó mới ra. Đây là ngoại hình nhân vật cao, còn đây là ngoại hình nhân vật lùn à. Thì đây là cái mặc định này. Cái màu mắt thì tôi sẽ lấy màu đỏ đi. Thôi lấy màu xanh nhá. Ơi màu xanh cũng bình thường mà. Đó. Tiếp theo là cái gì đây? Skin à. Và cái này là màu tóc rồi. Màu tóc thì tôi sẽ lấy màu đen nhá. Tôi không thích nhuộm tóc lắm anh em ạ. Nếu như cái ở trên là chỉnh tóc, cái ở dưới là cái gì đây?
Chúng ta có thể chỉnh cái độ dài của mi mắt á. Không không, cái này không phải mi mắt, cái này gọi là cái gì nhỉ? Mi mắt là lông mi mà nó kiểu nó ở mắt á. Còn cái này là lông mày đúng không? Đúng rồi, cái này gọi là lông mày. Cái này anh em nên để dài á, để ngắn nhỉ? Để dài trông nó dị dị nào á. Tầm cỡ này ha. Ui trời ơi, đầu tóc này anh em coi đi. Nó ở cái tầm vãi cả chưởng. Mà công nhận là nếu như mà để màu đen thì nó trông nó gọn hơn á. Thì tôi sẽ đổi khác. Trông bù xù phết. Rồi, tôi nói thật với anh em mà nhìn con nhân vật tôi giống phụ nữ, méo giống con gái gì hết anh em mà tôi sẽ chờ tiếp nhỉ. Không thích. Không thích. Không thích nốt. Không thích. Thôi, tôi quay vào cái kiểu tóc truyền thống nhá. Tóc tóc dài ngang vai anh em ạ. Ủi. Được rồi. Còn vào cái này thì tôi nghĩ là tôi sẽ chỉnh mắt thì nó dài quá, nhìn nó hơi lom rom. Thì tôi sẽ chỉnh nó vào giữa đi. Thôi tầm cỡ này thôi à. Rồi, sắp xong rồi. Nói chung là chỗ này chúng ta có thể là kiểu như là chỉnh sửa cái ngoại hình á, cả giới tính luôn. Này là đổi cả giới tính luôn nhưng mà nó không có tạo tơ nhá, nó có ghi là Survival đam mê thì tiếng Anh không có, đọc như vậy cho anh em biết thôi. Hình như là vừa nãy nó đòi VIP. Nó đòi VIP thì nó mới cho đổi sao á. Wow. Toang rồi. Đây anh em thấy là cái nó bị reset anh em ạ. Ủa không không hoàn toàn nha, anh em coi đi cái thanh cái dòng mà kiểu 619 speed là nó hơi bị ảo nha, còn cái 14 rồi. Crash speed. Ui, reset rồi, bị reset rồi anh em ơi, đổi ngoại hình là toang luôn này anh em ạ. Nhưng mà xinh mà. Anh em nghĩ sao, hay là tôi cỡ đi ha? Cỡ không? Cỡ nhá. Thôi cỡ đi ha. Tại vì là nếu như mà chỉ số nó búp như cũ thì nói chung nó quá là dễ chơi á. 10k máu thì chơi làm gì nữa đúng không? Thế nên là tôi thôi thì kệ đi. Nếu như mà chúng ta cứ không bất tử mà cũng mạnh như vậy thì chắc là tôi nghĩ tôi chém Alpha Rep như là con đô đô á, thế nên là thôi đi ha, nó bị reset cũng được. Ok, nhưng mà gì bây giờ nó mất 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 cái chỉ số buff, thành ra là nó kiểu nó nặng quay này, thì tôi sẽ vào trong này tôi mua luôn cái này, nó sẽ nhân 10 cái quay lên này. Ủa 999 tỷ Ember thì vẫn nặng à? Quay hiện tại là được 2k6 và cái gì mà nặng đó nhở? Tôi sẽ vứt đồ đi ha. Có cái gì quan trọng tôi lấy lại cái bộ đồ tách này. Này, có hôm trước có tôi thấy có anh em nào bảo là cái tên của cái két sắt tên là gì, anh em thấy là nó ghi là VAU LT đấy, đọc đọc vần cho mấy ông coi được két sắt đấy. Thì để xem có cái nào quan trọng không.
Tầm này thì Podimer. Cung méo gì mà có cung cùi rồi. Tên này. À, cái này là thuốc reset này. Cái này là cái mô hình 3D của cái con bot hay sao á. Cối đá. Uầy. Máu này. Kiếm 200 đam. Ngoài ra không có gì hay hả? Mấy cái này là cái gì đấy? Cái súp này tăng cái gì á? Tôi kệ đi. Có vẻ như là cũng không có gì ghê gớm lắm thì lấy lại cái bình nước này. Còn gì không ta? Có cái áo bơi 600 độ bờn và 500 hipo cũng được. Từ nãy giờ tôi vẫn chỉ loay hoay với cái con nhân vật hai, tôi cứ khám phá từ từ cái đã. Chứ còn vừa mới vào đã cưới thú đi đánh nhau thì đây, tôi mặc cái đồ tách vào trông cho nó mẹ bố đời. Cái đồ tách này tôi thấy là sơn màu nó hơi bị xám xám á. Đây anh em coi đi. Xanh đỏ tím vàng. Hay là mình reset luôn nhỉ? Nó vẫn chưa là bị reset hẳn hoi ha. Anh em coi cái speed, cái tốc độ kìa. Với lại cái speed mà kiểu chứa đồ á, nó nhiều kinh khủng. Nó vẫn chưa hẳn là reset lại. Tôi sẽ ăn súp đi. Cái súp này ăn vào nó sẽ reset này. Đó là reset toàn bộ luôn anh em ạ. Này là mặc định nha. Cái này là mặc định của game luôn. Tôi sẽ quay vừa với cái này. Ok, đó tôi thấy anh em coi cái cách mà tôi cộng nha. Đây nó hiện ra một cái bảng đó là khi mà đạt level 35 thì có cần không, ta sẽ kiểu như là nó mời anh em sang server online á, nhưng mà thôi à, tôi đang chơi chơi hợp. Chưa tỉa cái quay kia nó đam thì tôi sẽ cộng lên tầm 300. Tuy là tôi chơi mod nhưng mà tôi sẽ reset và mặc định cho nó không quá mất cân bằng game á, không mất cân bằng đâu. Nó có mấy cái gói này nó hỗ trợ thì tôi nghĩ là nó cũng 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 được. Còn mấy cái này này. Đó. Cộng tiếp. Speed tôi sẽ cộng lên tầm 140. Cái này cũng lên này. Ok, tạm thời tôi cộng như vậy ha, tôi sẽ tính sau đi, tại vì là bây giờ nó đang có cái búp quay á, thành ra tôi hơi 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 khó nhìn. Thôi kệ đi, bây giờ thì chơi thôi. Cái gì mà sao mất nhiều máu thế? Mà tôi nhớ là đồ tách thì nó cần cái element để mà nó chạy, mà tại sao nó lại không không ấy ta? Amon là 180, hình như là đây là cái đồ tách kiểu mặc định á. Thì bây giờ tôi sẽ chạy đi review mấy con thú à. Thì thú thì thật ra đơn giản là nó mạnh hơn thôi. Thành ra tôi từ nãy giờ tôi cũng không ham lắm. Thì hình như đây là chế độ Bruta 450 hay sao á. Con rep đi. Con rep này thì ui trời ơi, con rep màu đỏ anh em ạ. Con này cũng kiểu 7 màu á. Nhưng mà bản iOS thì nó không có đổi màu anh em coi nhá. Thì chỉ số thì tôi sẽ con này là 675 thì tôi nghĩ là con này tem son lên 674. Thì anh em coi cái thanh kinh nghiệm á, thì con này đã từng được cộng một level rồi. Tôi chơi tôi rất là tinh ý nha anh em. Cho nó cái vòng này. Con này bao nhiêu máu nhỉ? 1, 2, 3.
369.000 máu anh em ạ, 369.000 ha. Ồ, con này đơn giản là alpha đấy. Mấy con alpha thì chạy nhanh và máu cao, chứ còn cái lượng đam và mấy cái chỉ số còn lại nó sẽ bình thường. Thế nên là mấy con alpha nó cắn cũng bình thường thôi anh em ạ, nó chỉ là máu trâu á. Thì con này đã được yên thường à. What the fuck. Đây anh em vào trong này anh em mua ngay cho tôi cái yên tắc nhá. Mẹo nào xài 150 ambo. Amben ngày xưa hay gọi là amben. Xài yên tắc. Tuy là giáp nó cùi hơn rất là nhiều nhưng mà nó đẹp. Đúng không? Đây anh em coi này. Ui xổi ôi. Alpha rep quả yên tắc. Yên này thì vứt nhá. Vứt ngay vào luôn luôn. Đó. Thì tôi sẽ đi tôi ủa sao mà chạy nhanh ấy. Thì tôi sẽ up level cho nó ha. Ok. Wow. Một lần cộng máu là 40 anh em ạ. 40 máu. Cộng quay 59 thì cộng đao thì 36, nó cũng bình thường thôi anh em ơi. Nó cũng là những cái chỉ số bình thường thôi. Cộng máu là nó cao. Speed thì nó, con này speed cộng nó tăng 2% nhưng mà nó cơ bản chạy rất là nhanh rồi. À ở đây tôi cho anh em coi, tôi đang tem 21 con á. Thì để xem BT này, Alpha Red này, con chim mặt quỷ và cái hai con Griffin và một con Gamily và Titan này. Titan này, Titan rắn nha anh em. Con Titan kia là uầy, Titan xịn đấy. Titan mà kiểu như là tôi chưa từng tem bao giờ á. Đây này, Titan Notosopia và Titan Noboa Barbary và hai con Titan nha anh em, một con Basilo Angela, con Webzo. Ba con Griffin nha, chỗ này á. À, đúng rồi, chỗ này có ba con á. Con ngựa và con what the fuck, có cả Yeti nhá. Ba con Titan à? Con Bronto và con Dodo level 1. What the fuck, Dodo level 1 à? Đừng có nói là con kia nhá. Ủa đúng rồi, đúng rồi. Nó chứ còn thằng nào nó, con này thì anh em thấy là cộng máu nó như này tôi không có ngại gì mà không cộng cho nó lên 400k. Thì tôi cộng lên cho đều rồi chứ còn cộng lên cho đều á, chứ còn máu nó cao lắm rồi. Bây giờ cộng lên thì cũng chẳng được làm gì. Cộng lên cho nó hợp lý thôi. Dodo đây anh em ạ. Leo lên như nào nhỉ? Cái màu, cái bộ đồ tách này nhìn nó xấu quá anh em ạ, tôi sẽ đổi à. Cái có cái đồ ấy không ta? Đây anh em ơi. Tôi sẽ sơn màu gì đây? Màu trắng hay là màu đen? Sơn mẹ mà màu hồng đi cho nó trông nó mẹ bố đời hả? Thôi. Sơn màu đen ha. Không, cái tách này tôi từng chơi rồi anh em ạ. Anh em thấy tôi ít khi mà tôi chưa bao giờ săn đi hầm mà săn đồ tách á, nhưng mà thực sự là con game này anh em mà kiểu cái chay mà săn đồ tách nhá. Sắp mặt. Tôi thờ với anh em luôn. Cày chay mà săn đồ tách, anh em biết là cày được cái đồ tách là nhân phẩm cao lắm. Mà cái vấn đề nữa là cái đồ tách nó chớ thốn lắm, nó chớ mà kiểu anh em phải có gót thì anh em mới chơi nổi. Thì đây, sau khi mà tôi nhuộm lại anh em thấy một cái diện mạo rất là khác luôn. Cực kỳ là đẹp. Đấy anh em thấy nó cũng kinh khủng không? Nhìn nó ngầu ngầu đúng không? Một màu đen gọi là đó. Nhìn nó phải thế này. Thì cái con Dodo này là level 1 và anh em thấy nó ghi cái kích thước của nó là 35.54. Ôi trời ơi. Làm nào để leo lên nhỉ? Không leo lên được.
Không, không, không leo lên được nhở? Nào. Không được rồi, không 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 leo lên cưỡi cái để xem nó như nào. Thì tôi mở ra cho anh em coi nhá. Cái chỉ số con này nó mặc định là level 1 nhá. Không không leo lên được. Lần nào nó leo lên. Lấy đà leo lên cái, hình như là tôi do tôi bé quá ấy. Không không được anh em ạ, nó không hiện ra cái nút để mà tôi leo lên trên. Ôi ôi, khu này nó lag này anh em ạ. Wow. Thấy rồi anh em ơi, thấy rồi. Titan này. Trong này cũng có đồ này anh em ạ. Đồ này thì cái súng này 650 đam à. Mà cái đồ này không 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 phải đồ VIP, tôi vứt đi nha. Cắt vào đây cho nhẹ đi. Con này thì con này không có tăng nha anh em, chỉ số mặc định á. Titan thì nó cũng bình thường thôi. Tính sau nhá. À mà thử, mình leo lên cái cho anh em coi. Tình hình là để tôi xem căn có đều không. Cũng đều đấy anh em ạ. Hơi lệch. Đấy anh em thấy cái tech position này nó hơi lệch ha. Nó hơi lệch so với cái yên nhưng mà không sao ha. Tại vì tôi hay xây kiểu tôi căn chuẩn á. Thành ra tôi hay xăm soi lắm. Tắt đi. Bật lên nó lag. Quay nào có cái máng ăn ở đây ạ. Titan thì lo cái gì đâu. Chỗ này là có một cái tủ bảo quản anh em ạ. Chỗ này xây ở đây nhở. Tôi phá đi nhá. Không có gì nốt. Phá đi cho nó rộng nhà rộng cửa. Sao lại có một cái bợ trưng bày ở đây nhở? Cái bợ trưng bày artifact á. Phá đi ha. Được rồi, tôi sẽ đi khám phá tiếp cái mod này cho mấy ông coi. Sang bên kia đi, tôi thấy là có cái tình trạng đó là giảm FPS rồi đó anh em ạ. Con game này thì mặc định nó cũng có thể là lên đến 60 FPS nhá. Nhưng mà thường là máy của chúng ta nó không thể đạt đến cái ngưỡng như vậy. Được rồi. Mấy cái này tôi thấy xây ra nó hơi dư thừa mà tại sao nhỉ? Thật ra xây nhà chân khủng long, tôi nói thật với anh em là nó bất tiện kinh khủng á. Chẳng qua là anh em xây kiểu cho nó có thôi, cho nó ngầu, cho đẹp thôi. Nhưng thật ra thì không nên xây, bởi vì nó có ở nó không hay, nó bất tiện lắm. Úi xồi ôi, sao lại xây ra mấy cái cấu trúc như này nhở? Tôi phá đi ha. Không thích. À mà cái này đang trưng bày này. Đấy anh em thấy có hình con kinh công. Con này là con khỉ đột á. Con này con đuôi này anh em biết rồi. Này tôi lấy lại nhá. Cái này anh em có thể thu hồi vờ. Mấy cái này anh em đi hầm nó mới có. Đập boss xong nó cho. Phá luôn. Xong rồi đó. Còn cái máng ăn nữa anh em không hiểu sao lại xây một cái máng ăn ở đây. Hai cái hai bên xàm xàm ha. Phá đi cho nó lành. Có cái cầu thang đi lên à. Ờ tôi sẽ khám phá cái đường bên này trước. Ui nó tụt FPS này. Cần phải tắt đi chứ. Cửa tắt thì nó sẽ tự động hai anh em. Cửa xịn. Này sân sau này. Sân sau đấy anh em ơi. Cũng khá là rộng đấy. Xây kiểu gì nhở.
Tôi sẽ đi tham quan cho mấy ông nữa. Đây là xây hẳn lối đi này. Hơi lag anh em ạ. Anh em có cần tôi giảm đồ họa xuống cho mượt không? Tôi kệ đi. Tôi thấy là nó chưa vang game thì vẫn ổn. Thì cầu thang đi xuống anh em ạ. Xây rất là có tâm á. Thằng áo xây này cũng được. Đánh giá cao 10 điểm. Cái này là xây bằng gỗ nha anh em. Chứ còn với cái tường này mà xây bằng tách thì tôi thờ với anh em luôn là nó lag. Nó lag vãi cả chưởng luôn. Ok được rồi. Tôi đi ra ngoài này thì nói chung là lối đi nhân gian thôi. Bây giờ tôi sẽ lên trên thượng giới. Ở đâu nhỉ, cái cầu thang đây rồi. Quên. Đi lên xem có gì không. Xây lẫn lộn anh em ạ. Tách gỗ, stone, đá, nó xây lẫn lộn với nhau. Tôi lấy cái góc nhìn này đi. Ôi ơi, máy tôi kiểu đang gồng gánh một cái đống đồ họa rất là nhiều á. Đây anh em coi đi. Bàn sướng máy thi, không có gì hết, phá đi. Thật ra phá đi như này nó cũng sẽ nhẹ hơn đấy anh em ạ. Lò nung rồi. Chơi mod xây mà cái này ra nó xàm xàm nào đúng không? Ồ, đỡ lag hơn rồi đấy anh em ạ. Tủ lạnh này, có gì không? Đây là cái cầu thang vừa nãy thì không có gì hết. Phá luôn. Ok rồi, đi đi khám phá tiếp ha. Cái này tắt đi cho nó nhẹ máy. À, cái máy phát điện trên này này. Xây cũng mẹ kiểu cũng ngầu ngầu á. Ba cái cửa nhưng mà cuối cùng thì nó ra một cái nha anh em. Khu này không để làm gì hết. Nhà kính à. Yeah, để xem. Hình như là đây tầng tầng cao nhất rồi. Bên này có cửa này. Đi ra bên này thì cũng là một cái khu mà nó giống bên kia. Đây có vẻ như là cái tầng cao nhất rồi anh em ạ. Tôi có thể nhảy từ trên xuống dưới. Đồ tách thì được. Đồ tách thì nó được cái là có vẻ như là kiến trúc của cái tòa lâu đài này nó cũng chỉ có như vậy thôi. Đồ tách thì được cái là anh em nhảy xuống nó cũng chẳng sao, không mất máu nha anh em. Đó. Được rồi. Bây giờ tôi sẽ xong rồi ha, con kia là xong rồi á. Nó cũng chỉ có như vậy thôi. Sang con bờ đòn to thì what the fuck. Level 90 anh em coi đi. Cái này là búp nát game rồi anh em ạ. Con này là kiểu tem ở level 90 sau đó là búp chỉ số lên 7 màu. Rồi, đánh phát chất luôn con chi ke kìa. Tuy là vậy nhưng mà con này farm nó cũng không có nhiều anh em ạ. Xong rồi đó. Ôi ơi, không kill được à. Xong rồi. Con này kiểu máu nó cao á, một lần anh em bấm kêu nó sẽ trừ 100.000 là máu. Kêu bỏ đi ha. Ok, chặt xác. Cũng bình thường thôi anh em ạ.
Thì bây giờ sẽ đơn cái con tại sao anh em lại thấy tôi kêu á? Đơn giản thôi, tại vì là ngay cả cái việc chỉ số rất là mạnh, tôi còn có thể là bỏ qua reset luôn, thì mấy con thú này tôi không thích là tôi sẽ bỏ đi. Đó. Ồ, con ngựa này 479 à? Này một cặp anh em ạ, con này có thể phối hai anh em. Con này đang đói lắm rồi này. Đấy anh em thấy là bị đói thành ra bị trừ máu hả? Cái con này thì chỉ số nó cũng bình thường anh em ạ. Tạm thời đi sang bên kia là cái túi đồ con bờ đón to cho nó ăn đi. Đang đói. Đợi đợi đợi. Khổ. Đấy anh em thấy nó hơi xàm đúng không? Bây giờ nha anh em nghe tôi nói này. Trên lưng con Titan thì có hai cái máng ăn mà phía dưới này có mấy con này sắp chết đói rồi nhưng mà không có cái máng ăn nào. Đấy anh em thấy đấy. Thằng nào làm cái này nó hơi xàm xàm á. Đang đi em. Hãy ăn đi cho đời nó thiện lành. Đó được chưa? Đang chết đói đến nơi rồi này. Đấy nó phải thế này chứ. Đang ăn đi. Hai con này nói thật với anh em là tôi cũng muốn kill á nhưng mà tại vì nó hiếm nên tôi sẽ để đây cho anh em ngắm. Griffin. Đây rồi. Tôi nghĩ đây là cái con là tôi thích nhất rồi anh em ạ. Bay nhanh. À, chưa đủ level 80 nó méo cho cưỡi, nó chỉ cho anh em leo lên trên lưng ngồi thôi. 85 à? Con game này nó là như vậy đấy anh em ạ. Anh em muốn cưỡi Griffin thì anh em phải có level 85 trở lên nó mới cho cưỡi. Ơ kìa. Lên 85 rồi mà. Sao lại không cho cưỡi? Xàm. Ok, full nha anh em, full rồi, full rồi. Cho cưỡi đây anh em ạ, full rồi thì nó sẽ cho cưỡi, đúng luôn. Wow. Con này sẽ có 15k đam và 3k quay anh em ơi. Có thể sao thì không tăng quay nhỉ, con này tăng máu nhiều vãi cả chưởng anh em ạ, anh em coi đi. Con này tôi nghĩ là tăng bằng cái gót rồi anh em ạ, không phải là búp anh em ơi. Chỗ này là bao nhiêu máu đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 triệu máu anh em, gần 4 triệu máu. Máu khá là đẹp ha. Con này được cái máu cao, còn speed nó cũng cao. Speed là 1k2 đúng không? À không. Con này speed chỉ là 331 thôi anh em ạ. Thôi thôi anh em, không không dám thể hiện đâu hả? Mất công của nó lag rồi. Tôi thử lên chỗ này tôi leo lên con Dodo được không? Từ Từ tôi follow cho đi theo cái đá anh em ơi. Tôi thử bằng cái cách này để mà tôi leo lên lưng con Dodo á. Vẫn không cho cưỡi anh em ạ, không cho cưỡi ha. Nodo này nó không cho cưỡi. Không cho cưỡi. Thế là nhanh thôi anh em ạ.
Thôi kìa. Ồ. Tôi nhìn con Dodo mà kiểu như là nó đang bé lại á. Nhưng mà không phải nha anh em. Stop. Đây đậu xuống đi. À có một con Griffin thì con này là 1k2 này. What the fuck. Con này là búp nha anh em. Level thua con kia. Con kia là 8.000 level, con này 2.000. Nhưng mà đây anh em coi là bắt tử máu nhá. Stavina với Oxygen như thế này thì hình như là mắc chỉ số rồi. Way và Dam là 15k và Speed là 1k2. Hay rồi anh em ạ. Kìa. Chạy kìa. Hơi nhanh. Từ hả, tôi kêu nó đi. Một cái con Griffin này khi mà anh em kêu thì nó lại không chết mà nó sẽ vào cái trạng thái tự do á. Cho mày chết. Trời tối rồi. Từ từ tôi lấy cái túi ngủ ha. Khám phá tiếp cho mấy ông coi. Đây trong này này. Ok. Pick up lại. Ngủ hai lần luôn là trời nó sẽ sáng ha. Ok. Đây thì con lợn này chán sống à. À được rồi, được. Nói chung là mấy con thú thì nó mạnh hơn ha. Có một con bờ te này, con này 900. Con này là búp bằng gót này. Mày nhanh á. 300 đam và 1k2 way. Speed là 1k1. Ôi ôi, speed như này mà nó lộn thì như nào nhỉ. Kìa. Chưa gì nó bay sang bên này rồi anh em ạ. Nhưng mà tôi nghĩ là con Griffith nó bay nhanh hơn cơ. Tôi lộn thử hai anh em. Ui xời ơi. Chỉ với một lộn là sang đảo luôn anh em ạ. Con này cái màu nó hơi chán nha anh em. Cái màu này. À, thôi đi. Kệ đi ha. Tao không kêu đâu. Đang định kêu á. Ui. Cái gì đấy. Ui giời ơi. Cái con ngựa này trông giòm. Con ngựa này con ngựa thường mà. Nhưng mà level 262 mà. Được cái là màu nó đẹp ha. Nhưng mà màu nó chán quá. À không, màu nó đẹp. Chứ còn chỉ số nó bình thường. Con này thì tôi xin phép. Xin phép nhá. Được rồi. Ôi con này đẻ trứng à. Hay đấy. Con này thì cũng là một con có cái chỉ số bình thường à. 380 đam. À 360 level, 80 level. Vĩnh biệt. Con Gamily này thì chạy nhanh. Nhưng không cần ha. Con này chỉ số nó cũng bình thường á. Speed nó nhanh thật. Vĩnh biệt người anh em. À ư nhờ. Ngoài biển nữa anh em ạ. Mấy con thú này tôi không để ý lắm. Thì ở đây là đang có một con Angela. Con này chỉ số nó bình thường ha. 355 cấp. Được cái là màu đỏ chót. Từ à. Cũng leo lên cho anh em coi. Đây anh em coi đi. Nó nhìn này thôi. Vĩnh biệt. Ô tôi đang book cái chỉ số may mắn á. Thì ở đây là có một cái con tên này tôi không nhớ. Nhưng mà đây anh em coi đi. Cái con này á. Nó là một cái con mà anh em có thở tem. Nhưng mà đồng thời là cũng không thể sở hữu.
có thở tem nhưng không thở sở hữu nó. Là con này có thở là tem minh nhưng mà nó sẽ biến mất sau 1 tiếng hay sao ạ. Con này này. Cái con này thì có nhiều con mà tôi chưa bao giờ tem nhưng mà tôi biết rõ nha anh em. Chưa bao giờ tem luôn. Nhưng mà tôi biết rõ hết. Thì con này khi mà anh em tem vờ thì nó sẽ cho anh em sở hữu trong hình như là 30 phút hay là 1 tiếng hay sao không nhớ, nhưng mà sau cái thời gian đấy thì nó sẽ biến mất nó không tìm thấy đâu. Nếu như mà anh em đeo vòng cho nó, đeo yên cho nó thì con này không cần yên mà đúng không? Đeo vòng thì khi mà nó biến mất là mất luôn cái vòng á. Lúc mà biến mất thì nó sẽ mất luôn cái vòng trên người, nên là anh em đừng có ngu nhá. Ngu là toang. Con này này, cái thời gian tem minh nó ghi là tem tim me. Ôi, ông này ông chỉnh nó lên đến đó là 24.757 ngày. Và nó đóng băng luôn anh em ạ, đóng băng rồi. Cái thằng nào làm mod nó đã chỉnh cái con này nó không thời gian nha anh em. Nhưng mà con này level nó chưa có cao, level 547. Con này tôi có kill không? Thôi có một thằng ấy thôi. Con này con female à? Con cái đấy anh em ạ. Griffin này. Trắng toát. Thấy game lag rồi đó. Cái độ sáng ở bình thường mà đúng không? Thấy nó hơi sáng á, hơi đau mắt. Con này level cao này, nhưng mà level này là chỉnh nha anh em. Anh em coi cái thanh kinh nghiệm này. Cái con Alpha Rep thì thanh kinh nghiệm nó chỉ có 2040 ha, tức là nó cộng 1 cấp rồi. Con này thì là nó búp thành ra là 950.000 kinh nghiệm. Con này là búp nè. Vĩnh biệt. Này thì chơi bời méo gì. Tôi vào đây tôi đồ sát anh em ạ. Cái cổng này nó hơi to anh em ạ. Phá đi. Cái gì đấy, ông này ông làm hai lớp anh em ạ. Ủa ôi, làm được né Titan hay là gì? Sao lại phải xây hai lớp như thế này? Phá đi ha cho nó nhẹ người. Chỗ này chúng ta có một cái máy tách này. Đúng như là tôi nghĩ ha, cái mod này nó sẽ không có mod đồ cho anh em nhá. Đồ thì nó chỉ có mấy cái đồ này là tự cài này. Ui dồi ôi, 89 đam, à 98 đam và 147 đam. Đấy thì chơi bời méo gì đúng không? Yên rep gì đâu mà có 25 ammo này. Đây anh em coi đi. Thôi thế này cũng được. Cái nhà này, à có một con Gigan đúng không? Con Gigan trên kia phá đi cho nó nhẹ máy ha. Lắc lắc. Phá mẹ đi. Chờ tôi tí anh em ạ. À ừ nhờ, cái con vừa nãy nó sẽ búp cho anh em một cái chỉ số may mắn thì tôi sẽ mở cho anh em coi. Đây này. Anh em thấy cái hình mũi tên màu trắng không? Nó sẽ búp cái may mắn cho anh em kiểu như là anh em có thể là gặp được Alpha Rep này, hay là anh em gặp được thú level cao này, hay là anh em kiểu anh em làm gì nó sẽ may mắn hơn một tí á. Cái con cá mà nó có cái thời gian tem me á. Thời gian sở hữu anh em ạ. À, ừ nhỉ, phá mấy cái này mình cứ phá cái móng đi là xong mà. Tại sao phải phá cái kia cho nó mất thời gian nhỉ? Phá đi. Nặng đấy. Ôi, tôi nghĩ là mất khá nhiều thời gian để phá mấy cái này đấy anh em ạ. Tạm thời phá bỏ mấy cái đằng trước thôi à. Mình mất nhiều thời gian quá. À phá này là sập hyper này. Đấy. Thì cũng được. À thôi phá như này thôi à. Phá tiếp thì nó mất thời gian lắm. Tôi vứt đồ luôn cho nhẹ.
Có cái gì không? Thở thôi anh em, không có gì nữa anh em. Nhỏ tôi sơn màu đen cho cái con alpha rep nhỏ. Sơn màu đen cái cho nó ngầu. Đây này, cái con này nó sẽ búp cái may mắn ha, nếu anh em lại gần nó. Đó. Tháo cái yên ra. Sơn màu này. Sơn màu được mạnh hơn. Đấy, màu đen trông nó ngầu hơn anh em ạ. Màu trắng thì trông nó hơi như em. Sao mà vướng thế nhỉ? Đó, mấy con alpha đi rất là nhanh ha. Máu này. Yes. Được của nó. Nhờ có con web trồn đậu từ nãy giờ đây. Thì con này 262 và... Ôi trời ơi, tăng như thế này thì nát game rồi anh em ạ. Anh em muốn coi thì anh em dừng lại nhá. Tôi bỏ qua. Tôi sẽ đi vào trong này, tôi khai phá cái nhà này. Cái này thì tôi nghĩ là tôi phá đi. À thôi, sau nhá. Nhà kính nhá, tầng dưới này. Ui, mẹ thằng nào điên à. Xây vãi cả trưởng ạ. Ok đồ này. Bên này không có gì hết. Tôi lại phá rồi anh em ạ. Lại phá rồi. Mấy cái kết bên này thì cũng có đồ đấy anh em, phá luôn ha. Element, cái này chuyên đỡ element rồi. Cái này thì crystal và crystal thôi anh em ạ. Ngọc trai đen, hợp lý. Máy này thì wow. Lắm mấy cái viên ngọc nhỏ. 450 này. Ngọc này là ngọc thú hoang dã nha anh em. Anh em hồi sinh rồi anh em tem á. Ếch này. Được. Hay đấy. Sắp tới tôi sẽ hồi sinh rồi tem cho mấy ông coi max level nó sẽ là như nào. Này có cái bánh kem và cái máy. À là cái này này. Cái này để mà anh em nhìn rõ hơn vào ban đêm á. Kiểu vậy. Ngoài ra mấy cái này tôi thấy nó không cần anh em ạ. Phá đi. Đi vào trong này nó hơi lag nha. Thông cảm. Mấy giờ rồi nhỉ? 5:30. Chơi thêm 30 phút nữa anh em ơi. 5:30 mà. Bên này là bên ngoài. Mở cái này ra thì đi xuống dưới anh em ơi. Cái gì vậy? Đây là con skin con chó sói à? Đúng rồi, đúng rồi. Nhìn chán vơ lờ, thấy nó hơi xàm xàm đúng không? Bóng đèn này. Phích úp luôn. À, cái này anh em đỡ ngọc thú vào nó sẽ hiện ra ấy. Đây là ngọc thú 7 màu này. Đây là ngọc con sói này. À, con game này nó cũng kiểu thời trang đấy anh em ạ. Game thời trang mẹ nó rồi. Pick up đi, tôi không thích mà cái này anh em ạ. Ra thú rồi. Sabertooth. Cái gì vậy trời? Tôi thờ với anh em á, tôi nhìn cái này rất là kinh dị. Kiểu như là bị mổ xẻ lấy ra rồi đắp vào đây á. Nhìn nó kinh khủng. Thế mà mấy thằng kia nó vẫn chơi được. Bó tay. Này. Nguyên một cái con đỉa mà nó cũng treo vào được anh em ạ. Ôi. Con rắn. Con này con rắn này không phải con đỉa đâu. Mẹ kinh dị không. Chết. Này phá đi. Chắc không có gì đâu anh em ạ. Có gì này. À, có gì mà cũng không như có gì đoạn anh em. Có gì này. Toàn đá. Phá đi. Thằng nào chơi này trông nó dị thật đấy anh em ạ. Dị thật. Toàn đá với Flynn thôi. Rồi xong. Cái giường này thì để đây đi.
Này tắt đi ha, cho nó nhẹ. Ôi tắt xong cái tối luôn này. Đồng hồ này, 2 giờ sáng này. Đồ đô ạ. Ok được rồi, nói chung là như này thôi, tắt luôn này đi. Tắt đèn này anh em ạ. Một cửa ra. À bên này. Một cái thiết kế khá là cồng kềnh ha. Nói chung là vào trong này nó có cái này là quý báu nhất này anh em ạ. Có ngọc thú. Đi ra ngoài thôi. À nhà có tầng 2 không nhỉ? À có. Lên thôi. Review cho mấy ông coi. Đầu tiên là cái máy này. Máy này máy phát điện tắc nha anh em. Hàng xịn á. Thôi tắt đi ha. Mở làm gì đâu. Mà cái này nó trống không à, chẳng có gì hết, tôi phá đi. Này cũng trống không, nốt. Có cái cầu thang đi lên trên này. Cầu thang này sẽ dẫn đưa tôi lên trên. Chả đưa tôi lên đâu anh em ạ. Một cái thiết kế sai lầm hả. Nó không đưa tôi đi đâu hết. Có cái cách nào để mà tôi nhảy ra cái hành lang bên ngoài không? Ồ, nhảy lố rồi. Nhảy phát sang ngoài luôn. Ồ, có cái cây này. Chặt đi. Mà cái sắt này thì cũng chẳng có gì hết anh em ạ. Phá luôn. Này là xoay bằng cái gì đây? Nhìn nó hài hài ha. Không có gì nốt. Bên này tôi nghĩ là không nốt này, này phá luôn. Không có thì phá đi. Xây làm gì cho nó nặng cả máy ra. Rồi nặng luôn, nặng người này. Ok. Không có mo sai anh em, cái bản mod này nó không có mo sai mo sủng nhá. Có titan rồi. Có mấy con ấy thôi, có mấy con T-Rex và con Griffin là ngon nhất, còn mấy con còn lại thì nó tèo nó phớ vật á. Ui, con Gigan kìa. Tôi tìm cái con chim nó bay lên trên. Gigan này. Chim này thì bay nhanh lắm, mình sợ. Ui xổi ôi, nó bay thế này thì chơi thế nào được. Chưa quen anh em ạ, chưa quen với cảm giác mạnh. Đấy, thế này thì không đậu lên trên được. Nó bay nhanh quá. Từ từ để tôi li một tí tí, từng tí một. Con Gigan này xây hai lớp này, thằng nào xây hai lớp này anh em coi dị hợm ha. Nói chung là cũng lên trên được rồi. Ui ôi, nó đi này. Đi bộ nha anh em, mà nó phóng như thế này thì. Đấy, xong. Không được rồi. Ui xồi ơi, nó đi bộ này. Đây anh em coi, nó đi bộ này. Ui, đi bộ mà như thế này thì. Tôi đậu đây đi em. Con Basilo này tôi chưa dòm ngó nhở. Con này thì nói chung là cũng bình thường thôi. Basilo. Con này là búp level này anh em coi kìa. Anh em coi cái thanh kinh nghiệm của nó là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 triệu mốt nha anh em. 1 triệu mốt kinh nghiệm. Bơi thử cái cho anh em coi. Đó, Basilo. Con này tôi đã định từng tem rồi nhưng mà thôi á. Màu đỏ. Kìa. Tây phương cực lạc là đấy chứ đâu. Rất là nhanh thôi. À đó. Đó, xui rồi.
À ừ nhở, còn em Yeti, con này ở trong hang băng nhá. Anh em không rửa tem, nhưng mà có vẻ như người làm mod đã tem vừa cho anh em sở hữu. Farm trái cây được. Farm thạch, farm gỗ. Con này thì 1237, 38k máu, và con này có vẻ như là cái thanh kinh nghiệm của anh em này là được búp rồi. Con này được búp rồi anh em ơi. Kinh nghiệm của nó là 900.000 kinh nghiệm. Đội cái mũ mẹ trông mẹ bố đời thơ. Vương miện này. Mũ này là mũ gì nhở? Mũ cùi anh em ơi. Đây là cái skin god. Chắc là nhiều ông xem tôi cay lắm á. Cay không? Không phải tôi cố tình đâu, mà là bản chất của tôi là như vậy anh em ạ. Kill. Cái nhà này cũng thế mẹ. Phải có lúc rồi tôi sẽ biến nó vờ với hư vô luôn anh em ạ. Thật. Tôi không thích là tôi sẽ bỏ. Này tôi sẽ cần thời gian để mà tôi dọn dẹp á. Ôi, tạm thời là có cái à đây có cái móc này. Khôn, khôn hiểu không? Phải khôn ngoan. Cái móc này chúng ta cần một cái bàn công cụ nữa. Cái này là một cái viên ngọc này. À vứt được này, vứt đi à cho nó nhẹ. Nhìn bắn cả mắt. Cái này không cho vứt này. Còn cái bàn đây cái bàn này này. Rồi tôi sẽ bắn móc lên trên kia ha. Cái cung này là 66 đam mà cung cùi rồi. Cài cái móc vào. Quay từ nãy giờ nó cũng hơi phơ anh em ạ. Đây. Lên thôi. Làm sao mà làm khó được ta. Đây lên rồi anh em ơi. Đây anh em coi đi. Nó sẽ là như thế này. Cái này fix úp được anh em ạ. Ok. À nó có thể đổi hình dáng nhá. Ok dọn đi. Cái này là cái gì đây? À cái chỗ vừa nãy mà tôi kiểu không biết là nó xoay đi đâu. Nó xoay lên trên này. Đặt nguyên con Gigan lên trên. Xàm xàm đúng không? Rồi phá đi ha. Xàm xàm. Ồ bên này có lối đi à? Một cái lối đi chả được đi đâu. Hai lớp anh em ạ. Đi ra ngoài thôi. Nói chung là tôi cũng khám phá hết cho anh em rồi. Chẳng có gì mod. Có một cái này là ngon này. Có cái một cái viên ngọc trong này là ngon này anh em ạ. Kiểu anh em có thể là level cũng cao á. Toàn tầm cỡ 400 này. Con rep 450 này. Đó. Hôm nào tôi sẽ hồi sinh cho mấy ông coi. Từ từ đi. Hơn 1 tiếng rồi anh em ạ. Ok thì hẹn anh em ở trong những video sau. Bye anh em nhé. Nhớ là đăng ký ủng hộ tôi. Thank you.